Vâng, và đầu tiên thì Phụ kiện Auto kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được quay trở lại trong chuỗi video giới thiệu sản phẩm của Phụ kiện Audio. Hôm nay thì Phụ kiện Auto có một đơn hàng cho bác Hùng về Hải Dương. Bác mua một con âm ly D2160 và một con âm ly D82C đều của hãng FX Audio và thêm 5 dây nguồn bãi Nhật. Hôm nay trước khi đem hàng đi gửi cho bác thì em sẽ test con âm ly D82C và giới thiệu đến quý vị con âm ly này luôn. Đây nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay này là của hãng FX Pro, âm ly D802C Pro. Đây là bản Pro nhé. Đây là màu trắng. Đấy, vỏ của họ này. Đấy, mở hộp ra, trong thì một con lớp xốp chống sốc này. Một dây kết nối USB dành cho laptop, PC. Một quyển hướng dẫn sử dụng của hãng FX Audio nhé. Quyển này thì có quý vị các bạn mua về có thể nghiên cứu sâu thêm này. Tất cả thông số. Và đây một giấy bảo hành của hãng FX Audio này. FX Audio thì bản này có bản Pro, có cục nguồn 32V 5A. Cục nguồn đây nhé. Đây là một chiếc điều khiển này. Đây là một chiếc điều khiển của hãng FX Audio này. Dây nguồn dâu Bluetooth. Đây nhân vật chính đây ạ. Âm ly F của FX Audio D802C bản Pro, nút nguồn, nút chỉnh chế độ, nút chỉnh volume và bản này có chỉnh bass chép nhé. Đây là nâng cấp rất là hay này, NFC này, kết nối NFC nhé. Đằng sau thì có hai cầu loa trái phải, cổng nguồn, cổng coaxial này, đây là cổng cắm dâu Bluetooth, đây là cổng AUX. Cổng quang optical quá quen thuộc với quý vị các bạn. Cổng PC USB này. Đấy, trước khi đi gửi thì sẽ test qua cho bác nhé. Và bác có mua thêm một con âm ly D2160 của hãng FX Audio này. Con này thì em đã làm riêng một clip chỉ để giới thiệu với con này và chờ cả chế độ LDAP đấy. Con này thì em sẽ là hôm nay chỉ test con nhân vật chính này thôi nhé, D82C. Và con này em đang bán, con D2160 này em đang bán với giá là 4.500.000. Sẽ bắt đầu kết nối cổng nguồn này. Tháo dây ra. Công đoạn này hơi lâu một chút là quý vị không, các bạn thông cảm. Dừng lại, nán lại một vài phút để theo dõi nhé. Cắm dây nguồn rất đơn giản thôi. Cổng nguồn này. Đây, quay gần một chút là đây là con âm ly của chúng ta này. Đây nút nguồn này. Quý vị các bạn ấn Welcome Music World. Đây FX Audio NFG nhé. Đấy, đây là nút nguồn này, bật tắt ở đây, nút chỉnh chế độ nhá. Hiện tại là đang USB này, Bluetooth này, AUX, coaxial và đây là cổng optical, cổng thông dụng, cổng quang thông dụng. Đây là dây optical này đã kết nối sẵn nhá. Để ra đây cắm dây quang vào sau đi. Đây là đã cắm sẵn cổng quang vào đấy nhá. Đây hai cầu loa ở đây này. Ở đây thì em test đơn giản là đôi loa Buxel nhỏ nhỏ này thôi chứ không phải gì là quá kinh khủng. Chúng ta là test cổng quang cho quý vị các bạn nghe nhé. Đây và nói thêm cho quý vị các bạn biết là đây còn có nút chỉnh bass chép này, bass đang là 0 nhé, ấn chỉnh bass, chúng sẽ để bass lên 12, chép lên 14 nhé. Đấy. Bây giờ sẽ bật đoạn nhạc này, ở đây em dùng
chút nhạc thiền cho thanh cảnh. Em mới để volume của 20 thôi nhé. Vâng, và xin thông báo lại giá cho quý vị các bạn biết là con âm ly của hãng FX Audio D802C Pro này có giá là 2.650.000. Và con âm ly D2160 như clip trước là 4.550.000. Quý vị và các bạn có nhu cầu có thể liên hệ thẳng trực tiếp vào số điện thoại Phúc Kiano để phía bên dưới 0835318889. Kết bạn Zalo với em để em tư vấn trực tiếp cho quý vị các bạn nhé. Và bác Hùng còn tặng em một bài thơ rất là hay. Sẽ nhân có nhạc thiền này rất là hay, sẽ đọc thơ được quý vị các bạn này. Vinh dự xem lẫn tự hào, đặt hàng lại được cho vào kênh em. Vừa nãy anh đang ngồi xem, vừa mới vừa cổ, như quen lâu rồi. Em mong em thành công muôn nơi, cứ có hàng mới nhiều người gọi em. Nói thế anh đâu biết tên, chỉ biết phụ kiện, chẳng quên bao giờ. Lúc này anh đang ngồi chờ, khi ship hàng đến bất ngờ chạy ra 7.500.000 ấy mà, 50 tiền ship thế là nhận luôn. Vâng, và cả xin cảm ơn bác Hùng đã tặng phụ kiện audio bài thơ này nhé. Chúc bác có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục ngày nào cũng có những niềm vui khi thưởng thức âm nhạc. Cảm ơn bác.